Bây giờ chúng ta cùng vào phần thứ nhất, phần mở rộng từ cho các con, đó là phần từ ngữ theo chủ điểm. Ở phần này, chúng ta sẽ lần lượt mở rộng từ theo từng khía cạnh qua các bài tập sau. Bài thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Từ thể hiện nét đẹp bên trong tâm hồn và tính cách của con người. Chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất này nhé. Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người, cô và Tuliha gợi ý cho các con, ví dụ đơn giản là từ xinh đẹp. Ta cũng có thể lựa chọn từ đơn là đẹp hoặc xinh. Duyên dáng cũng là từ thể hiện nét đẹp bên ngoài. Hay khôi ngô, thanh tú là thể hiện vẻ đẹp trên khuôn mặt. Tuyệt mỹ cũng là từ để nói về vẻ đẹp bên ngoài của con người. Tuyệt mỹ, kiêu sa đều là những từ mang vốn từ cổ hay còn gọi là từ gốc Hán Việt, nên khi con sử dụng các con lưu ý cho phù hợp với hoàn cảnh. Tươi tắn cũng là thể hiện nét đẹp ở gương mặt. Hay yểu điệu, thức tha, đó là từ thể hiện vẻ đẹp qua dáng vẻ của con người. Như vậy, ta đã có một số từ để biết được vẻ đẹp bên ngoài của con người. Cô ghi lại một số từ ngữ cho các con dễ nắm được nhé. Trong nhóm từ cái đẹp, ta tìm hiểu trước hết, đấy chính là vẻ đẹp bên ngoài của con người.